trong thời điểm lực lượng phòng chống cháy rừng phải tăng viện thêm nhân lực để khống chế vụ cháy rừng thông tại tiểu khu 152, phường Phú Bài, thì ở khu vực rừng thông đặc dụng thuộc xã Thủy Bằng lại xảy ra thêm vụ cháy rừng. Như vậy là chỉ trong vòng 5 ngày đã liên tiếp xảy ra 5 vụ cháy rừng trên địa bàn thị xã Hương Thủy của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và lúc 11 giờ trưa nay, đám cháy phát ra ở rừng thông đặc dụng 35 năm tuổi do xã Thủy Bằng quản lý. Vào thời điểm này, gió nam thổi mạnh tầm cấp 4, cấp 5 khiến lửa bùng phát dữ dội. Trước nguy cơ cháy lan diện rộng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực chữa cháy. Đến 13 giờ cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cháy rừng do đốt rác và thực bì. Chỉ trong vòng 5 ngày trở lại đây, trên địa bàn thị xã Hương Thủy của tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên tiếp xảy ra 5 vụ cháy rừng quy mô lớn, thiệt hại ban đầu là hơn 150 ha rừng thông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo là đợt nắng nóng gay gắt này ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, với mức nhiệt có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Cảnh báo nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ và nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh là chương trình được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố và phát động. Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình đặt mục tiêu sẽ trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn. Chương trình với mong muốn nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, chương trình góp phần hiệu quả vào việc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh quyển và bảo vệ và tái tạo nguồn nước. Hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ và thực hiện chỉ tiêu trồng mới 30 triệu cây xanh do Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11 đề ra. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, chương trình xác định mục tiêu tổ chức trồng và chăm sóc 1 triệu cây xanh rừng đầu nguồn tại các khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt và sạt lở. Trong năm 2021, chương trình dự kiến trồng 20.000 cây mới rừng đầu nguồn, tức là khoảng 20 hectare, tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và tổ chức các hoạt động bổ trợ.